Công việc hàng ngày nó đã chiếm khoảng 8 tiếng mỗi ngày rồi. Ngoài ra thì còn thời gian cho bản thân này, thời gian cho gia đình. Thì đó cũng là lý do mà vì sao chị học và ôn thi IELTS tương đối muộn so với cả rất là mọi người nhìn tuổi chị cũng thấy là khá là muộn đúng không? Xin chào tất cả mọi người. Bên cạnh mình là chị Phương Anh, học viên điểm cao tại cơ sở IELTS Fighter số 366 xã Đàn. Mình cũng rất là vui vì hôm nay có thể mời chị Phương Anh đến đây để chia sẻ một số trải nghiệm trong cái quá trình học IELTS của chị Phương Anh cho các bạn học viên tại IELTS Fighter. Thì chị Phương Anh có thể chia sẻ một chút về bản thân mình với các bạn được không ạ? Okay, chào Nguyệt, chào tất cả mọi người. Mình tên là Phương Anh, mình năm nay sắp được 37 tuổi rồi và mình là học viên của IELTS Fighter 366 xã Đàn. Mình cũng vừa trải qua kỳ thi IELTS cách đây khoảng 2 tuần thôi. Cũng rất là may mắn là chị đạt được số điểm vượt mong đợi của chị đấy là 7.5. Một số điểm cực kỳ cao. Và em thấy là với những người đi làm ấy ạ, thông thường thì người đi làm lại hay bị một cái tâm lý đó là cảm thấy việc học IELTS nó khá là khó khăn, cũng như là đặc biệt trong cái đặc thù là thời gian và công việc bận rộn ấy ạ. Không biết là chị Phương Anh đã có cái bí kíp nào mà mình có thể vượt qua trong cái thời gian vừa xong hả chị? Công việc hàng ngày nó đã chiếm khoảng 8 tiếng mỗi ngày rồi. Ngoài ra thì còn thời gian cho bản thân này, thời gian cho gia đình. Thì đó cũng là lý do mà vì sao chị học và ôn thi IELTS tương đối muộn so với cả rất là mọi người nhìn tuổi chị cũng thấy là khá là muộn đúng không? Tuy nhiên là với chị thì tiếng Anh vẫn luôn là một cái ngôn ngữ. Thứ nhất là ngôn ngữ mà chị rất là yêu thích. Thứ hai nữa là chị vẫn luôn cảm thấy là mình muốn được cải thiện cái ngôn ngữ này cho những cái mục tiêu sự nghiệp sau đó, cũng như là cho bản thân mình. Nó là một cái mục tiêu tự thân. Thế bởi vậy cho nên là cho đến cái thời điểm mà chị cảm thấy vững chắc trong sự nghiệp hơn ấy, thì chị đã quyết định lựa chọn IELTS, kỳ thi IELTS, bởi vì là chị nghĩ là nó sẽ vừa là một cái động lực, nó vừa là một cái áp lực cho mình để mình đặt ra cái mục tiêu làm sao để vượt qua được bản thân, vượt qua được cái khả năng hiện có của bản thân và bước lên một cái level mới, đạt được một cái band mới trong tiếng Anh. Chị nghĩ là cái đầu tiên quan trọng nhất khi mà quyết định bước vào cái lộ trình học IELTS này là bản thân mình phải quyết tâm. Đấy là cái đầu tiên. Tại vì là chị cũng từng trải qua những cái giai đoạn là đi học tiếng Anh tự học, rồi học qua một số khóa. Thì lúc đấy thực sự là mình cũng không thực sự đặt quyết tâm cao ấy. Cho nên là mình có thể là mình đang học thì mình lại bỏ dở, hoặc là mình không đi đến hẳn một cái đích nào đó. Thì chị nghĩ là điều đầu tiên là phải thực sự là quyết tâm với cái mục tiêu này. Thứ hai là cho mình một cái thời hạn, cho mình một cái thời hạn. Như chị bắt đầu học IELTS ở IELTS Fighter thì chị, như chị chia sẻ với Nguyệt, ngay từ cái ngày đầu tiên mà hai chị em gọi điện cho nhau ấy, thì Nguyệt có hỏi là chị muốn lúc nào để thi. Thì chị đặt luôn mục tiêu là chị muốn là sẽ thi trong vòng từ 6 đến 7 tháng tới. Thì khi mình đặt một cái mục tiêu cho mình thì mình sẽ có quyết tâm nhiều hơn. Và nó cũng như chị vừa chia sẻ là nó cũng là một cái động lực và cũng tự tạo cho mình một cái áp lực để mình tập trung học nhiều hơn. Chị nghĩ là đấy là điều quan trọng, là mình phải đặt quyết tâm bản thân mình và mình cố gắng nỗ lực vì cái điều đó. Cũng là một người đi làm thì thật sự là em cũng rất là ngưỡng mộ cái nỗ lực cũng như là cái quyết tâm của chị Phương Anh mà ở thời điểm này như vậy. Thế chị Phương Anh ơi, không biết là vừa xong thì chị đã học những cái khóa học nào tại IELTS Fighter ạ? Chị đã học hai khóa của IELTS Fighter, đó nhất là khóa là lớp B, thứ hai là lớp Speaking and Writing 6.5. Thế không biết trong hai khóa học vừa xong thì chị có cảm nhận thế nào về khóa học Speaking and Writing? Bởi vì em thấy đây là một cái khóa học hoàn toàn mới ở IELTS Fighter luôn ạ. Chị rất là ấn tượng với cả cái khóa học Speaking and Writing này, bởi vì là thứ nhất là về giáo viên thì chị được học cô giáo Hà, thì Hà là một giáo viên rất là nhiệt tình và bạn ấy cũng nắm rất là chắc các cái phương pháp. Và đặc biệt là với một cái người mà như chị vừa chia sẻ ấy, là không có cái cơ bản về tiếng Anh khi học phổ thông ấy, thì chị rất là cần được chỉ cho những cái điểm sai, những cái điều mà chị chưa vững. Thì sau khóa học này thì chị cảm thấy tự tin hơn rất là nhiều trong cách dùng từ, đặt câu cũng như là khả năng nói. Chị nghĩ là bây giờ chị có một cái sự tự tin nhất định khi giao tiếp bằng tiếng Anh sau khóa học này. Và thêm một cái điểm cộng nữa là trong cái văn viết cũng thế. Tức là trước đây thì khi mà mình viết một cái câu nào đó bằng tiếng Anh thì chị vẫn luôn lăn tăn không biết là mình viết đã đúng chưa. Mình cũng chưa dám nói là mình viết hay, nhưng mà mình cố gắng đạt được cái mức độ gọi là tiêu chuẩn trong tiếng Anh. Thì trước đây chị vẫn khá là tự tin ấy. Thì sau khóa học này và sau cái lộ trình học, chị thấy mình tự tin hơn rất là nhiều. Thế chị Phương Anh ơi, bản thân là một người cũng đồng hành cùng chị Phương Anh từ cái thời điểm mình bắt đầu học ở trung tâm. Em nhớ là thời điểm đó chị Phương Anh đang khoảng tầm là 5.5 thôi đúng không chị? Thế không biết là sau kỳ thi IELTS vừa xong thì chị đã đạt được cái band điểm cả 4 kỹ năng như thế nào ạ?
Nếu mà chị nhớ không nhầm, nói về viết chẳng hạn, điểm viết của chị là được 6.5, thì chị cũng rất là ngạc nhiên với cả cái điểm số này. Đấy là điểm số mà chị rất là vui khi đạt được 6.5 điểm viết. Điểm nói thì chị được 7 chấm. Còn hai kỹ năng kia thì nghe là được 7.5 và đọc được 8. Vâng, thế là overall là được 7.5 đúng không chị? Chị Phương Anh ơi, thế theo em nhớ là ngoài lớp chính ra thì hình như chị Phương Anh có tham gia các cái lớp học bổ trợ nâng cao ở cơ sở đúng không chị? Thực ra là ngoài lớp chính là lớp chính chị học một tuần 3 buổi thì Nguyệt tư vấn cho chị rất là nhiều lớp bổ trợ khác. Chị nghĩ là đây là điểm cộng của IELTS Fighter đấy, tại vì là mọi người tư vấn và gợi ý cho chị rất là nhiều lớp bổ trợ, thì trong đấy có lớp luyện đề này, có một lớp bổ trợ vào chiều ngày thứ bảy nữa. Những cái lớp này nó đâu đấy nó cũng giúp cho mình, một là mình tự tiếp xúc với nhiều cái phương pháp sư phạm khác nhau, tại vì là ngoài giáo viên chính ở trên lớp thì chị được tiếp xúc với nhiều thầy cô khác nữa, mỗi thầy cô lại có những cái điểm và những cái phương pháp dạy mà giúp mình học hỏi thêm những cái thứ mới. Đấy là một điểm cộng. Thứ hai nữa là những lớp bổ trợ mình cũng được tiếp xúc với các bạn học viên khác, thế thì nó cũng là cơ hội để mình giao lưu và mình học hỏi từ các bạn ấy nữa. Và thật ra một điểm chị nghĩ là rất là đặc biệt là các lớp bổ trợ này thì hoàn toàn miễn phí, cho nên là mọi người hãy cố gắng đến học thôi. Và học càng nhiều càng tốt đúng không chị Phương Anh? Thế chị Phương Anh ơi, trong cái quá trình mình học 6 tháng ở IELTS Fighter đúng không ạ? Không biết là chị có ấn tượng với những thầy cô, một vài thầy cô nào không ạ? Chị nghĩ là chị nhớ không nhầm thì chị học phải đến 4 năm thầy cô khác nhau ấy. Nhưng mà chị ấn tượng nhất với hai cô giáo, một là cô Hà. Cô Hà là một người rất là nhiệt tình, tận tâm và nói chung là góp ý cho chị đến từng chi tiết nhỏ, đưa cho chị những cái phương pháp rất là quan trọng và sau đấy chị áp dụng rất là nhiều trong kỳ thi. Ngoài ra thì có cô giáo Dương. Cô Dương thì là một người có kỹ năng viết rất là xuất sắc và Dương giúp chị đưa ra được những cái ý tưởng mới và đưa ra được những cái cách vận hành và hành văn để giúp cho bài viết của mình xuất sắc hơn. Đó là hai cô giáo mà chị ấn tượng nhé. Cũng hình như là cũng chính là giáo viên lớp Speaking Writing và lớp B của chị Phương Anh đúng không ạ? Chính xác. Chị Phương Anh ơi, đây có phải là lần đầu chị thi IELTS đúng không ạ? Đây là lần đầu tiên chị thi IELTS. Thế không biết mình có những cái kinh nghiệm ôn thi nào hay là có những cái tips nào mình có thể chia sẻ cho các bạn học viên của IELTS Center được không chị? Chị cũng không chắc là cái kinh nghiệm của chị có tiêu biểu hay không đâu, chị cứ chia sẻ kinh nghiệm thực tế của bản thân thôi nhá. Thì đầu tiên là chị đã cố gắng là làm tất cả những cái bài tập và những cái giáo trình mà ở trên lớp mọi người cung cấp cho học viên, từ những cái quyển giáo trình của trung tâm đến những cái tài liệu bổ trợ mà giáo viên gửi cho chị, thì chị cố gắng là làm hết, làm cả các cái bài tập cũng như là các cái đề thi thử. Thứ hai nữa là làm bài tập về nhà đầy đủ trên lớp. Đấy là kinh nghiệm của chị, tại vì là vì thời gian của mình cũng không có nhiều để mình học thêm những cái nguồn khác, thì những cái phần bài tập mà giáo viên đưa ra thì chị đều cố gắng là hoàn thành, bởi vì là các cô được chữa rất là đầy đủ. Thì đó là hai cái trong cái lộ trình học, là hai cái điều mà chị lưu tâm nhất. Ngoài ra thì hai tuần trước kỳ thi ấy, thì chị có đọc và review lại hết tất cả các cái bộ đề, cũng như là đọc một số bài mẫu hoặc là nghe một số cái bài nói mẫu để cho mình tự tin hơn, cũng như là mình đặt mình vào cái tâm thế kỳ thi để cho cái hôm thi mình có một cái phong độ chị nghĩ là tốt nhất. Vâng, thế cái thời điểm mình trước khi thi đấy là chị có kiểu hay tương tác hay là có hay nhờ sự hỗ trợ của cô Hà hay là của cô Dương không chị? Trước kỳ thi đấy thì nó là sát với cả lớp học Speaking Writing của chị. Thì cô giáo Hà thường là rất là hay nhắn tin hỏi thăm đấy. Là cũng hay nhắc nhở chị là chị đã đọc cái này chưa, chị đọc bài mẫu này đi, gửi cho chị cái đường link, cũng như là nói chung cô Hà rất là sát sao. Và nói chung cách cô theo dõi cũng làm cho chị cũng phải khẩn trương hơn để ôn thi. Chị nghĩ là đã giúp ích chị rất là nhiều trong kỳ thi. Như là cũng có thêm một cái áp lực nữa đúng không chị? Là cô lúc nào cũng sẽ nhắc nhở mình trong quá trình mình ôn luyện này. Wow, thực sự là em cũng cảm thấy cực kỳ vui khi mà nhìn thấy được những cái nỗ lực và sự chăm chỉ, quyết tâm trong quá trình học của chị Phương Anh. Và còn vui hơn hết là khi mà chị báo điểm cho cô giáo cũng như là nhắn cho em là mình đã đạt được vượt luôn cả mục tiêu đầu ra mình đã mong muốn ban đầu là 7.5 rồi. Cảm ơn Nguyệt rất là nhiều. Thật ra chị cũng cảm thấy rất là vui và bản thân chị cũng tự hào, bởi vì là lúc đầu chị chỉ đặt một mục tiêu là cố gắng đạt 7 chấm thôi,
Lúc đấy chị cũng, đâu đấy có lúc chị cũng nghĩ là nó quá sức với mình. Thì để đạt được cái điểm số điểm 7.5 này thì thật ra chị cũng rất là vui và chị cũng khoe khắp nơi mọi người. Rồi trên Facebook, chị nghĩ là chị cũng hy vọng là câu chuyện của chị sẽ đâu đấy truyền cảm hứng cho mọi người này, tạo động lực cho mọi người trước khi bắt đầu vào kỳ thi, và có thể là phương pháp và kinh nghiệm của chị có thể không áp dụng được ít thì nhiều thì ít đối với các bạn học viên của IELTS Fighter. Và chị chúc là mọi người sẽ có một cái quyết tâm và mạnh mẽ vượt qua kỳ thi sắp tới và đạt được cái mục tiêu của mình. Cảm ơn các bạn đã xem video ngày hôm nay nhé. Bye bye. IELTS Fighter, vì 1 triệu người Việt đạt 6.5 IELTS.